Em Quỳnh Ô Tô Cũ Yên Bái chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu cho các bác con Camry sản xuất 2008 nhá. Xe nhập nhá, cực chất, cực đẹp luôn nhá. Zin cả xe anh em nhá. Xe đẹp long lanh, vừa lấy lại được của bác chủ tịch Thanh Hóa đây, biển 36 đây. Vừa hôm qua về hôm nay lên sóng cho anh em xem nhá. Xe zin cả xe nhá, không một lỗi nhỏ nhá. Không tai nạn, không gặp nước. Cam kết các bác luôn. Lanh quanh bây giờ ngày xưa chỉ các bác chủ tịch mới đại gia mới đi được Camry thôi. Nhưng bây giờ là dân thường, anh em tài chính nhà nước bình thường cũng có Camry đi nhá. Ngày xưa mua thì là lanh quanh cũng phải tầm tỷ bạc đấy. Bây giờ thì anh em chỉ bỏ ra chưa đến 400 triệu nhá là đã có Camry đi nhá. Xe cực chất luôn rồi. Anh em nhìn này, màu đen này này quá sang luôn rồi. Đèn bi anh em nhá, bi xe này bi quá sáng, tối đi sáng lắm. Lốp mới cả da này. Đấy, la răng sáng bóng luôn. Của chủ tịch đi thì lanh quanh là ít khi đi rồi. Anh em xem này, đáp đi cánh cửa này, quá đẹp luôn này. Nhìn nó vẫn còn được mới này anh em, 2008 mà vẫn còn được mới này. Nội thất thì đẹp miên man rồi, không phải suy nghĩ rồi. Đấy, nội thất màu kem. Trần vẫn trần nỉ theo xe anh em ơi, nguyên bản luôn. Đẹp luôn. Cần số này, cần số nó quá đẹp anh em nhá. Màn zin theo xe luôn. Đó, anh em nhìn thấy biểu tượng của Toyota chưa? Zin theo xe luôn. Vô lăng này, vô lăng đẹp luôn nhá. Theo 5 tháng rồi nhá, để mà lanh quanh 2008 bây giờ nó hơn chục năm rồi mà vẫn được đẹp như này anh em này. Zin theo xe luôn này. Đồng hồ thì quá chất luôn rồi. Đấy, lanh quanh cửa tiền anh em chỉ bỏ ra chưa đến 400 triệu đâu. Chính xác là 395 triệu nhá anh em nhá. 395 triệu. Cái giá 395 triệu vẫn anh em vẫn mặc cả thoải mái nhá. Em vẫn về để nọc lá cho anh em về còn làm cỗ mà cả gia đình luôn. Quá đẹp luôn này. Đạp đi cánh cửa quá đẹp luôn. Nội thất con này thì miễn bàn rồi. Xe Camry hạng C này thì nó rộng rãi anh em ạ. Bằng tiền con vay ớt thôi. Nhưng mà tội gì đi vay ớt, Camry đi đúng là dân đại gia luôn. Nhưng bây giờ mình dân thường cũng đi được Camry thôi anh em nhá. Cái cửa tiền bây giờ lanh quanh đúng hơn 300 triệu thôi. Xe cực chất, cực sang anh em nhìn này. Đúng cái cửa tiền như này thì tội gì mình phải đi con xe Atis mới vay ớt. Đời lanh quanh 16-17. Thì bây giờ mình đi con Camry này nó là một tầng lớp khác luôn rồi. Ngày xưa chỉ đại gia mới xếp quan chức nắm tiền mới đi được Camry. Nhưng bây giờ anh em dân thường vẫn đi thoải mái nhá. Đây lốp nắp này mới cả dàn luôn. Anh em đi con này về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Đổ xăng rửa nước đã thôi. Nội thất thì miên man rồi. Đẹp. Nhìn chất của anh em ạ. Quá là đẹp luôn. Về anh em nhá, về anh em về chạy con này về để mà chạy dịch vụ thì là nghe chừng là hơi hoang, nhưng mà anh em về đi con này nhá, về anh em chạy xe hoa thì đẹp luôn. Xe này Camry quá sang luôn rồi. Anh em nhìn nội thất của nó sang chưa? Nội thất quá đẹp. Thêm cả cái này vân gỗ rồi, đúng vân gỗ, xe sang đẹp long lanh. Đấy, đánh quanh cửa tiền hơn 300 thôi. Anh em nào kết thì nhanh tay nhá, cho em xin nút đăng ký kênh nhá. Số điện thoại em là 0966 862 666 nhá. Để quay về phần máy cho anh em xem nhá. Máy dòng Toyota này thì đại chất luôn rồi. Nói về đời thì nghe chừng bảo 2008 thì là bảo là hơi sâu, thế nhưng mà máy cái dòng này thì quá đại chất luôn rồi. Quay máy cho anh em xem luôn. Cửa đóng chắc địch luôn. Thì mỗi lần hay quay vay ớt xe tầm thường, nhưng hôm nay quay hẳn con sang nhá. Camry thì có thêm cả cái trợ lực này rồi anh em nhá, không phải chống tay chống chiếc gì cả. Đây phần máy đây anh em nhá, máy sạch sẽ sáng bóng rồi. Xe của sếp đi thì toàn để trong nhà này, chính chứ có mấy khi đi đâu. Thì thứ bảy chủ nhật may rằng sếp mới gọi về quê hoặc đi câu cá thôi anh em ạ. Đấy, xe sạch sẽ đẹp đẽ rồi nhá. Máy bóc em du này, điều hòa bật thoải mái mát lạnh luôn anh em nhá. Máy thì đại chất rồi. Anh quanh cửa tiền hơn 300 thôi. Ngày xưa thì mơ ước Camry chỉ có sếp mới đi được, mình bây giờ dân thường mình có Camry đi anh em nhá. Loanh quanh cửa tiền chưa đến 400 triệu đâu. Anh em vào mặc cả thoải mái nhá, mạnh mẽ lên. Để kiếm một em Camry về gia đình đi quá tuyệt đẹp luôn. Con xe này đúng là loanh quanh bằng tiền con vay ớt thôi.
nhưng mà cực chất luôn anh em nhá. Anh em nào kết thì nhanh tay nhá.